Bà Nhân Vlog tuyên bố sốc về tình chị em với Quỳnh Trần hậu drama tìm con, nói một câu vỗ mặt anti-fan. Sau thời gian trở về Nhật Bản, vợ chồng Đức Nhân đã có cuộc hội ngộ cùng Quỳnh Trần CP tại nhà riêng. Ngoài chia sẻ khoảnh khắc cùng ăn uống, nữ YouTuber còn tuyên bố xanh rờn về mối quan hệ với người chị em thân thiết khiến anti-fan cứng họng. Theo đó, sau hơn một tháng trở về Nhật Bản, để tránh bão dư luận sau lùm xùm liên quan tới việc bác sĩ chữa hiếm muộn cho mình, vợ chồng Đức Nhân, bà Nhân Vlog này mới có dịp hội ngộ người chị Quỳnh Trần CP. Trên trang cá nhân, Đức Nhân hào hứng chia sẻ hình ảnh cả gia đình cùng mẹ con Quỳnh Trần CP mở bữa tiệc nho nhỏ tại nhà riêng. Nữ YouTuber viết, hàng trăm tin đồn thất thiệt, mình nên tìm những tin thật để tin. Có nhiều việc không cần nói ra, chỉ cần cả hai còn chơi với nhau, chắc chắn một điều muốn cạch mặt nhau đâu có dễ. Động thái của Đức Nhân nhằm khẳng định mối quan hệ chị em với Quỳnh Trần CP vẫn thắm thiết như ngày đầu. Trái hẳn với nhiều tin đồn rằng cả hai đã nghỉ chơi sau khi Đức Nhân vướng vào lùm xùm và miệng vừa qua. Thời điểm xảy ra scandal, Quỳnh Trần CP cũng từng lên tiếng tỏ ý bênh vực Đức Nhân, nhưng sau khi bị cư dân mạng phản ứng quyết liệt, mẹ bé Sa đã chủ động im lặng để tránh rước họa vào thân. Đức Nhân và Quỳnh Trần là hai nữ YouTuber nổi tiếng nhưng đều có xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, cả hai từng phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống chăm lo cho gia đình. Số phận thay đổi khi hai người nên duyên với chồng Nhật và bắt đầu làm YouTube. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, tới nay cả Đức Nhân và Quỳnh Trần CP đều đã có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai bén duyên trong khoảng 2 năm trở lại đây nhờ có nhiều điểm tương đồng trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Kể từ ngày chơi chung, cặp đôi bắt đầu quay nhiều video mukbang cũng như cùng nhau trở về Việt Nam thực hiện những dự định riêng. Trước đó, bà Nhân Vlog từng viết, dẫu có thế nào, với tôi chị luôn có vị trí đặc biệt trong tim, em đợi chị về chứ sơ hở là đồ nghỉ chơi. Khi bị đồn cạch mặt, Đức Nhân Vlog không ít lần lên tiếng giải thích. Dù ai nói ngã nói nghiêng, em đây vẫn trung thành yêu chị em. Cứ thấy tôi ăn ngủ quay chụp chung với ai là nói tôi không chơi với bà Quỳnh nữa, rồi thì lợi dụng hết được thì buông. Đi với ai, chơi với ai cũng vậy. Với tôi, chị Quỳnh luôn có vị trí đặc biệt trong tim. Chẳng qua thời gặp nhau chưa đến, đến một cái là tới công chuyện. Trước đây, bà Nhân cũng từng phải tất tả lên tiếng phản pháo về việc ké fan dựa hơi Quỳnh Trần CP để được nổi tiếng. Sau nhiều thị phi, bà Nhân Vlog và Quỳnh Trần CP vẫn cho thấy tình cảm tốt đẹp. Bằng chứng là trong đợt khai trương kinh doanh cửa hàng tại Việt Nam của Quỳnh Trần hồi tháng 9 năm 2022, bà Nhân Vlog đã âm thầm chuẩn bị món quà ý nghĩa, không quên chúc đàn chị phát tài phát lộc khi thử sức ở lĩnh vực mới. Chưa hết, trong năm 2023, khi Quỳnh Trần CP lần đầu can thiệp thẩm mỹ để có được cơ thể đẹp như mong muốn, Đức Nhân chính là người kề cận chăm sóc đàn chị hết mình. Ngược lại, khi Đức Nhân thực hiện thụ tinh nhân tạo để tìm con đầu lòng, Quỳnh Trần CP đã ở bên động viên khích lệ em gái rất nhiều. Thậm chí trước sự chu đáo của Đức Nhân, Quỳnh Trần trêu người em của mình rằng bà Nhân chăm Quỳnh như vậy rồi sau này lấy gì trả lại. Nghe thấy vậy, Đức Nhân lập tức đáp trả rằng lấy tình cảm của chị em mình ra đền lại. Thời gian vừa qua, không ít người cho rằng Đức Nhân rủ rê Quỳnh Trần đi thẩm mỹ. Đáp lại những bình luận của dân tình, Quỳnh Trần khẳng định mình tự nguyện chứ không ai rủ rê. Cơ thể của mình thì mình quyết định. Một khi mình đã quyết định thì ông trời cũng không cản được. Bên cạnh đó, Quỳnh Trần cũng chia sẻ thêm rằng chồng cô rất ủng hộ vợ đập đi xây lại.